sư thơm á, thì tôi thấy là luật sư có những cái phản ảnh thiết thực đó trong đời sống xã hội á, nên tôi đi theo dõi tiếp phiên tòa này để coi luật sư Thơm đấu tranh coi là cái người người bố như thế nào thôi. Cái đó thì luật pháp thì luật sư ta đại diện cho người bị hại với mình đâu có nói gì được, mình cứ theo ý luật sư là mình cũng đồng tình như vậy á, đồng tình với luật sư Thơm vậy. Tòa trước là tụi cô đã đi rồi. Thế là hôm nay cô đến sớm thì có thể tham dự tòa. Hai cái phiên tòa trước tụi cô có cái băng rôn để là đề nghị tử hình Trang Thái á. Dạ vâng. Mà đến phiên tòa ngày hôm nay thì cô có mong muốn gì? Cũng như là cô có cái mong muốn là sẽ tử hình Thái. Dạ vâng. Hôm nay thì cô có mong muốn là sẽ có thể đây. Tôi đề kính đề nghị quý quan tòa hãy tử hình Nguyễn Trang Thái, là người cha không có sinh người, đây là công bằng cho bé Văn An. Cô nghĩa là trước đấy là a cả hai cô hai chị em bán cơm tay cơ mà. Cô nghĩa là hôm nay không thể là đi dò đường trước rồi à cô? Mà hai hôm trước thì có cho quà nó đi tìm tòa rồi. Các bạn nó về nói với trời ơi, tôi đi cái cổng gì đâu mà toàn là cỏ không gì đó. Rồi bắt đầu đi cái kiếm được này đây nói ra. Nó nói là tòa năm cái năm cổng là nghe mấy bà đó, nó đi tới tiệm trước rồi bắt đầu cái chỉ đường, thì bữa nay tụi cô mới đi lên nè, rồi lát nữa mấy đứa kia nó lên sau, tại nó hơi có việc chút á, nếu khoảng chừng tới 8 giờ lên tới. Cô cứ mỗi lần nhắc đến cái tên bé mà là cô khóc. Thì mình nghĩ mình thấy mình thằng con mình nó có đi mà nó té ra, mình thấy nó đau lòng rồi. Mà bé nó bị đánh đập như vậy, nó đau đớn trong một thời gian dài. Thì một cái lúc mà nó bị vậy, nó không có người nào để nó mép hay là nó che chở hay là gì trên, nó không chịu được. Cuối cùng nó mới. Mình cứ nghĩ mình thấy mình tội quá luôn, sao mà chết mà sao bé, cái phận của bé thì nó khổ quá đi. Thì cô cũng theo dõi báo chí, theo dõi luật sư Thơm á, thì cô thấy là cái sự đấu tranh của luật sư Thơm á thì nó đúng là nó phù hợp với lại cái tiếng của xã hội pháp luật á, là cô thấy luật sư Thơm hay quá nên cô đi theo để cô theo dõi phiên tòa. Thì cái bản này mình làm ra thì cũng theo cái ý của sư Thơm mà ảnh hay đây chị Bảo nói chuyện với đại dân mình á, là cũng chị Bảo tin tưởng pháp luật dành cho cái người bố á, thì ăn một cái buổi sáng biết thật hơn cũng rồi, tuy như vậy thì nó không có phù hợp với lại cái tội danh đó. Thì đến đây tôi đi từ hồi 5 giờ sáng á, là cô không biết đường á, đi hỏi thằng quá trời luôn, bây giờ tới đây được. À cô, vì sao là cô lại quan tâm đến cái vụ kiện này nhỉ? Thì cô quan tâm là tại vì cô thấy bé Phương An đó là cô có gia đình nói chung cũng có kiến thức trong xã hội, mà lại hành xử đối đãi coi như là con đánh đập con mình để đến chết thì mình quan tâm. Cái này mình thấy nó gọi là cái đạo đức xuống cấp quá, một cái gia đình mà có ăn có học như vậy á, hành xử với con mình đến ngày chết như vậy, còn xóa hết cái dữ liệu đi để gây cái khó khăn cho cơ quan điều tra nữa. Nó thành ra cô thấy cái vấn đề này là nói chung ra là xã hội, thì cô cũng đọc báo thường cô thấy là cũng có nhiều bé bị bạo hành đó, mà hình như là cái vụ Vân An này là nổi cộm nhất luôn á. Cô muốn đi bán đó, hôm nay cô nghỉ bán cô đi chứ. Bây giờ có bán gì? Cô bán quán chay ở đường 41 quận 4 mà trên mạng rồi đều có cái quán của cô hết đó, người ta biết nhiều lắm. Là tất cả các phiên tòa xử bé là cô đều có mặt đi hết. Không biết là cô tưởng đâu là ở tòa đường Nông Kỳ Khởi Nghĩa đó. Trong cái phiên tòa ngày hôm nay thì cô có nghe thông tin của ai mà để cô đến được cái phiên tòa ngày hôm nay ạ? Cô theo dõi luật sư Thơm. Luật sư Thơm hả? Dạ vâng. Cô mới thấy là đăng cái giấy quyết định để xử đó.
thì là ở đây. Cô có mong đợi đến cái phiên tòa ngày hôm nay không? Mà sau hơn một năm mới diễn ra cái phiên tòa phúc thẩm ngày hôm nay. Cô mong chứ, cô nói trời lâu quá. Cô là một người khán giả hay là người thân trong gia đình của Vân An hay là gì không ạ? À, cô chỉ là một người, cộng đồng thôi, theo dõi khán giả đúng không ạ? Ý là cái lý do nào, động cơ nào mà cô lại có thể đến sớm như vậy mà cầm một cái băng rôn như vậy? Thì cô không có động cơ gì hết, chỉ là mình yêu mến Vân An quá nên là muốn nó đẹp cũng bằng thôi đúng không ạ? Tấm lòng không phải bé Vân An, tất cả các bé tất cả các bé như thế hả? À và hôm nay cô muốn đến đây để có thể lấy lại được cái công bằng cho tất cả các trẻ em trên nước Việt Nam đúng không? Cô nhà cô có đứa cháu nội bằng y tuổi Vân An vậy. À, là cô rất là thương trẻ em. Là cô đến đây để có thể xem cái công việc của mình. Thấy con bé thì quá hay cổ. Thấy con bé Su ở nhà cô là cô lại đó, hôm nay cô cũng chỉ là một khán giả thôi nhưng cô đến đây rất là sớm. Thấy là không phải hôm nay tôi mới có mặt ở đây đâu, tôi theo dõi cái phiên tòa này từ tòa sơ ở dưới 34 năm. Nghe nhắc có mặt từ rất sớm để theo dõi cái công việc của chị ngày hôm nay. Tôi thì rất yêu quý hai cái vị luật sư đó. Thì trong quá trình theo dõi hai vị đó thì hàng ngày thì tôi có cái người bỏ báo mối, báo giấy á. Xem báo giấy cái gì. Cô nói thẳng cho con Tòa Vấn Đề là hôm nay cô có mặt ở đây với mục đích gì? À, mục đích là để theo dõi cái sự mà đòi lại cái công bằng cho bé Vân An qua luật sư Thơm. Thì tôi làm cái biểu ngữ này là cũng nằm trong cái vấn đề đó. Cô mong muốn điều gì ở đây ạ? Thì mong muốn là tòa án tối cao á sẽ xem xét lại cái gọi là cái đơn của người cố là cho nó tương xứng với cái tình hình, cái tôi thấy đó là nó không tương xứng. Thì một cái gia đình biết mà mình có con nuôi nấng như vậy mà mình tiếp tay với lại bạn gái mình đánh chết con mình, nó thấy người không hiểu biết đâu. Cho nên tòa sơ thẩm tuyên nói thì cũng căn cứ vào cái không phải là tôi không tin về luật pháp, nhưng mà khi nó cũng còn cái sự là nó chưa công bằng đấy, cho nên hy vọng là tòa án cấp cao trên á các vị sẽ xem xét và tuyên một cái bản án thích đáng để cho thỏa lòng dân á. Thì không phải riêng tôi đâu mà tôi thấy là người nào cũng mong muốn như vậy đó. Con nghĩ rằng là cái đàn án đáng lý cũng nên dành cho người cũ, con nghĩ là như vậy. Cái đó là phải từ chung thân với tử hình. Tại vì nếu theo luật sư Thơm phân tích á là đồng phạm á thì cái cô Trang tử hình thì cậu này không thể nào 8 năm được. Phải không cô? Đó theo tôi nghĩ thiển cận rồi thôi. Tại vì tôi năm nay cũng già rồi, 71 tuổi rồi. Tôi mong muốn là theo dõi cái phiên sơ thẩm á thì nói chung ra là cũng có ấm lòng và cũng có lạnh lòng nữa. Tại vì ấm lòng là khi nghe tòa tuyên cô Quỳnh Trang cái bản án là đáng rồi, nhưng mà sau đó thì nghe đến người bố thì tự nhiên nó cũng chạnh lòng đó. Không phải là mình mong muốn để loại trừ một người công dân ra khỏi xã hội đâu cô, nhưng mà cái về cái tính cách hành vi của người bố á, ví dụ như tôi nghĩ thôi, ví dụ như khi biết bạn gái mình đánh chết con gái mình á thì có thể là mình khuyên cô ấy ra đầu thú như thế nào đi thì tôi thấy nó phù hợp, thì tuyên người bố có thể nhẹ hơn cái mức này là đúng. Nhưng cái hành vi của cậu Thái là xóa toàn bộ dữ liệu camera thì tôi nghĩ là trong khi xóa camera đó thì cậu ấy có phải có nghĩ là đã đồng tình để bao che cho cô kia. Tại vì qua cái hành cái ý nghĩ nó sẽ nảy sinh hành động, tôi nghĩ như vậy đó, cho nên tuyên như vậy là không phù hợp.